Đừng bao giờ lừa dối một người đã hết lòng với bạn. Bởi vì trên cuộc đời này, những người có thể yêu thương ta, chấp nhận ta, đối xử tốt với ta, kể cả những lúc ta xấu tính hay những lúc ta dễ chịu, đồng hành với ta vượt qua những khó khăn và thử thách có rất ít. Có thể chỉ có 3 người mà thôi. Người đầu tiên có thể là cha của bạn, người thứ hai có thể là mẹ của bạn, và người thứ ba có thể là người bạn đời của bạn mà đã chấp nhận và hy sinh cho bạn. Vì vậy, hãy đối xử thật tử tế với họ. Nếu như bạn bỏ lỡ một chuyến xe, có thể bạn sẽ hối hận trong ít phút và bạn tin rằng không sao, còn có một chuyến xe khác. Nhưng nếu bạn bỏ lỡ một người đã đối xử rất tử tế với bạn, có thể bạn sẽ phải tiếc nuối cả cuộc đời này, bởi vì biết đâu đấy, chẳng còn một ai như vậy nữa. Trong bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc, Tuệ An có viết rằng yêu thương và biết ơn sẽ giúp cho chúng ta hóa giải mọi nỗi đau và vấn đề trong cuộc sống. Và vì vậy, hãy đối xử thật yêu thương và biết ơn với những người đã tử tế với bạn, để cho dù có chuyện gì xảy ra sau này, bạn cũng sẽ không hối hận và hối tiếc.